khăn thì Indonesia thi đấu ở trên sân nhà thì luôn luôn là một đội bóng rất là khó chịu, nhưng mà hôm nay toàn đội đã cố gắng tập trung đoàn kết và thi đấu với tinh thần cao nhất để có được một chiến thắng. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day is I'll give it to some.
Hôm nay trong ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam, Thành Trung đang đá lệch trái, Quế Ngọc Hải đá giữa và lệch phải đang là Duy Mạnh. Baby nói cho anh nghe, em hãy nói cho anh nghe những điều mà điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua. Là một trái tim anh những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu, anh đã nhắm đôi mắt từ những